Biệt thự đẹp như mơ của ca sĩ Mạnh Quỳnh tại Mỹ. Nam ca sĩ lần đầu hé lộ biệt thự đẹp như mơ tại Mỹ với loạt cây phong đỏ đang mùa hai lá. Mạnh Quỳnh cho biết dù bận rộn với hoạt động nghệ thuật, song anh vẫn luôn dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình. Tuy nhiên, tổ ấm nhỏ đó lại được Mạnh Quỳnh giấu kín cho tới hôm nay, anh mới đăng tải góc nhỏ vườn nhà. Vườn nhà anh được bài trí ngăn nắp, gọn gàng, có đầy đủ tiểu cảnh và cả lầu vọng để Mạnh Quỳnh ngồi thư giãn, sáng tác nhạc. Tiểu cảnh xinh xắn góc vườn nhà ca sĩ Mạnh Quỳnh. Dịp này là mùa phong hài lá nên rụng khắp vườn nhà nam ca sĩ. Ngất ngây trước cảnh đẹp nên hơ, Mạnh Quỳnh vây vì déo để khoe căn nhà đơn sơ. Khung cảnh đẹp như truyện cổ tích với khuôn viên rộng rãi, trồng đủ các loại hoa, cây cối nhiều màu sắc. Vườn nhà nam ca sĩ trồng khá nhiều cây đỏ. Nam ca sĩ từng chia sẻ, anh rất chăm lo cho tổ ấm của mình. Ngoài đi diễn ra thì gần như thời gian còn lại anh sẽ ở nhà, đưa con đi chơi, chăm sóc vườn cây. Mạnh Quỳnh tên thật là Nguyễn Hinh Dũng, là một hiện tượng trong làng ca nhạc Việt tại hải ngoại. Mạnh Quỳnh thường song ca với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Phi Nhung, Như Quỳnh, Hương Thủy, Tâm Đoan. Ca khúc thành công của anh là Vợ Tôi, Bến Sông Chờ, Viết Hư Tình, Vòng Nhẫn Cưới, Người Kéo Mò Cao, Tình Nghèo Có Nhau. Mạnh Quỳnh là một hiện tượng trong làng ca nhạc Việt tại hải ngoại, chỉ mới xuất hiện từ hơn 3 năm nay, nhưng người nam ca sĩ này đã hù nhanh khoảng trên 50 tựa CD với một số bán cao. Điểm đặc biệt trong thời gian đầu tiên toàn chưa xuất hiện trên video, nhưng tiếng hát anh đã được mọi người biết đến ngay sau khi tung ra CD thứ 3. Một điều may mắn cho Mạnh Quỳnh là anh được mẹ khuyến khích nhiều trên con đường nghệ thuật.